Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1982 ở thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong, quyết định trở về quê lập nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính. Đây là mô hình mới ở huyện Quế Sơn, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khả quan. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật trồng rau thủy canh trong nhà kính, tháng 6 năm 2021, anh Võ Trọng Nghĩa bắt đầu thử nghiệm mô hình trên diện tích 60m². Anh mua vật liệu về tự lắp đặt nhà kính, hệ thống thủy canh và trồng các loại rau như xà lách, cải cay, cải ngọt, dưa leo. Sau khoảng 35 ngày chăm sóc, anh Nghĩa thu hoạch lứa đầu tiên được gần 200kg. Chỉ chưa đầy một ngày đăng bán trên mạng xã hội, anh đã bán hết số rau này và thu về hơn 10 triệu đồng. Bước đầu thấy hiệu quả kinh tế khả quan, anh Nghĩa quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng rau thủy canh lên 500m². Riêng về cái mô hình thủy canh trong nhà kính thì nó rất thuận lợi về cái vấn đề thứ nhất là vấn đề nước. Nước là trên 100m² thì mình chỉ tốn trong 300 lít nước trong một vụ thì nó rất là tiện lợi cho mình. Còn về vấn đề mà dinh dưỡng, dung dịch dinh dưỡng thì cũng rất ít, tốn rất nhẹ tại vì nó chạy trên tuần hoàn thì nó không có bị phung phí. Còn về mưa lụt thì nó ở trên giàn thì nó cũng không có ảnh hưởng về ngập úng gì hết. Thứ ba là về sâu bệnh thì nó cũng rất ít, tại vì nó nằm trong nhà kính mà nó nằm trên cao thì nó hạn chế về sâu bệnh. Nhân công thì nó rất ít. Bây giờ 500m² nhà tôi thì chỉ sử dụng hai vợ chồng làm một tuần đầu là giải quyết xong tới ngày thu hoạch. Nhờ chú trọng khâu chọn giống, điều hòa dung dịch dinh dưỡng và xây dựng được lồng kính với hệ thống tự động hóa nên trại rau của anh Nghĩa phát triển xanh tốt và cho năng suất cao. Hiện tại, rau thủy canh được anh bán trên các kênh online và cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và tin tưởng sử dụng. Anh Nghĩa cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, xây dựng nhãn hiệu, liên kết sản xuất và hướng sản phẩm rau thủy canh của mình đến với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP để có hướng đi bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế. Với cái mô hình của mình hiện bây giờ là 500m², thì mình trồng những loại rau như cải xà lách, cải ngọt, cải cay và cải thìa. Hiện bây giờ là mình thu hoạch cái đợt này mình thu hoạch hơn 1 tấn rau. Với cái giá thị trường hiện bây giờ mình đang bán là nó khoảng 40 ngàn, dao động từ 4 đến 60 ngàn. Thì hiện bây giờ là mình thu lưới rau này nó cũng gần 40 triệu. Rau thì nó đảm bảo rất chi là chất lượng, nó sạch mà ngon, ngọt, giòn. Có nhiều ý kiến phản ảnh là rất tốt về cái vấn đề rau của mình cho thị trường ăn. Đây có thể nói là một mô hình rất là mới ở tại Quế Phong, do anh Võ Trọng Nghĩa đã đưa về địa phương để thực hiện cái mô hình rau thủy canh hết sức là hiệu quả. Bước đầu chúng tôi đánh giá đây là mô hình rất là khả thi. Nếu được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp các ngành, đặc biệt là đăng ký được cái thương hiệu OCOP, sẽ đưa ra thị trường và cung cấp thị trường nó sẽ tốt hơn. Trong thời gian đến, anh Nghĩa thì rất là mong được sự quan tâm, hỗ trợ về vốn, vay vốn để mở rộng cái cơ sở sản xuất rau của mình, và cũng mong được tiếp cận cái nguồn hỗ trợ của nhà nước để rồi cái mô hình này là được phát triển và nhân rộng, có thể là cung ứng tốt cho thị trường trong thời gian đấy. Mạnh dạn đầu tư và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, anh Võ Trọng Nghĩa đã xây dựng được mô hình hiệu quả cho kinh tế rõ rệt. Anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau thủy canh trong nhà kính lên 2.000m² để nâng cao thu nhập.